Chào mừng các bạn đến với tin 7AC, luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong ngày về thể thao giải trí. Mời các bạn đón xem. Messi tiết lộ cách dạy con đầy nghiêm khắc. Lionel Messi và vợ của anh là Antonella Vergudo có những quy định nghiêm ngặt trong việc dạy dỗ bà và con trai gồm Thiago, Matteo và Ciro Messi, cũng như cách Cristiano Ronaldo dạy các con, đặc biệt là cậu con trai cả Cristiano Ziza. Lionel Messi và vợ của anh là Antonella Vergudo đã đặt ra một số quy tắc cơ bản cho ba cậu con trai của họ, gồm Thiago, Matteo và Ciro Messi. Siêu sao Lionel Messi của Inter Miami tiết lộ rằng anh và vợ Antonella Vergudo đã quyết định không cho ba đứa con của họ sử dụng điện thoại. Nhà vô địch World Cup 36 tuổi người Argentina là một trong những vận động viên giàu nhất hành tinh. Nhưng điều đó không có nghĩa là Messi cưng chiều và đáp ứng mọi mong muốn của ba cậu con trai. Trên thực tế, Lionel Messi có một quy định nghiêm ngặt đối với việc các con trai của mình sử dụng điện thoại di động. Tình yêu vô bờ bến mà Messi dành cho các con cũng như vợ của mình là điều không cần phải bàn cãi. Lionel Messi không e ngại thể hiện điều đó trước công chúng. Messi cũng luôn dẫn vợ con đi theo trong gần như mọi trận đấu của mình. Sau khi bỏ lỡ trận Inter Miami của Atlanta United 2-5 tại Bue, người ta phát hiện Messi đi xem con trai cả Thiago thi đấu cho đội U12 Inter Miami vào chủ nhật. Trong một cuộc phỏng vấn với Onda, nhà vô địch World Cup 2022 đã tiết lộ một số điều kỳ quặc về bản thân, bao gồm một số quy định phức tạp trong cách nuôi dạy con cái của một người. Lionel Messi cho biết, các con trai của anh là Thiago, 9 tuổi, Matteo, 7 tuổi và Ciro, 4 tuổi, không có điện thoại di động riêng. Messi cũng chia sẻ cách anh sử dụng mạng xã hội. Lionel Messi giải thích, tôi không phải là người sử dụng các biểu tượng cảm xúc, icon trên WhatsApp. Chưa có đứa con đào của tôi có điện thoại di động. Tôi không gửi nhiều tin nhắn âm thanh, tôi thích sử dụng tin nhắn văn bản hơn. Tất nhiên, Lionel Messi không phải là siêu sao duy nhất trong làng bóng đá có cách dạy con nghiêm khắc, tránh xa các thiết bị công nghệ. Trước đây, Cristiano Ronaldo cũng không cho cậu con trai cả Cristiano Ziza sử dụng điện thoại. Thay vào đó, biểu tượng người Bồ Đào Nha kêu gọi con trai tận dụng tối đa thời gian của mình cho những việc có ích, tránh xa công nghệ. Trước đây, Cristiano Ronaldo chia sẻ với tờ Daily Mail, anh, đứa con lớn của tôi sắp được 12 tuổi và lần nào nó cũng hỏi tôi, bố ơi, con có thể có điện thoại không? Con có thể có điện thoại không? Con có thể có điện thoại không? Tôi nói với cậu bé, Cristiano Ziza, con cần quản lý thời gian. Tôi cũng biết thế hệ trẻ ngày nay đã đi trước thời đại một bước, nên tôi đồng ý rằng chúng ta phải tận dụng điều đó, nhưng không nên bị ám ảnh bởi công nghệ. Hãy cho họ sử dụng điện thoại trong một khoảng thời gian chứ không phải cho họ suốt ngày. Tôi nghĩ đó là điểm chính của đây. Mặc dù Lionel Messi vẫn chưa cho các con có điện thoại riêng, nhưng hành động trước kia của Messi chứng tỏ anh là người không hề ghét công nghệ. Trên thực tế, siêu sao từng 7 lần đoạt quả bóng vàng thế giới đã tặng các đồng đội của mình ở tuyển Argentina 35 chiếc iPhone được làm bằng vàng 24 carat. 6 chiếc vô địch World Cup 2022 tại Qatar. Tổng số tiền Messi mua quà tặng đồng đội lên đến 175.000 bảng Anh. Không chỉ các đồng đội, Lionel Messi còn tặng iPhone được làm bằng vàng 24 carat cho toàn bộ nhân viên của tuyển Argentina. Đáng chú ý, những chiếc điện thoại Messi tặng cho nhân viên tuyển Argentina có in cờ Argentina. Trong khi đó, những chiếc điện thoại iPhone mà Messi tặng cho cầu thủ Argentina có in thêm tên kèm số áo. Cảm ơn các bạn đã nghe hết tin. Chúc các bạn một ngày vui vẻ hạnh phúc. Đừng quên đăng ký kênh để cập nhật những thông tin mới nhất trong ngày. Xin chào và hẹn gặp lại.